Kính chào quý vị, hôm nay là thứ năm và bình luận viên Anh Dũng rất hân hạnh đồng hành với quý vị trong bản tin VFTV 24/7 ngày 14 tháng 4. Đừng quên like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cùng cập nhật những tin tức nóng nhất. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Cầu thủ MU có thể bị tống cổ nếu chống đối Ten Hag. Trả lời phỏng vấn Ziggo Sport, cựu tiền vệ Raphael van der Vaart cảnh báo các cầu thủ MU rằng họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tống cổ ra đường nếu không hợp tác với huấn luyện viên trưởng tương lai Erik Ten Hag. Trước đó, truyền thông đồng loạt đưa tin nhà cầm quân 52 tuổi đã đạt được thỏa thuận miệng để dẫn dắt MU vào mùa giải tới. Không phải lúc nào lỗi lầm cũng thuộc về huấn luyện viên trưởng. Bạn có thể chê bai rằng Ten Hag không phải tên tuổi lớn ở Anh, nhưng đó cũng là lợi thế của ông ấy. Ten Hag mang đến tư tưởng rất rõ ràng, nếu không hợp tác, các cầu thủ sẽ bị tống cổ ra đường, và De Vaart nhận định. Đêm qua tiếp tục diễn ra những trận đấu kịch tính cho khuôn khổ tứ kết Champions League. Trận đấu tứ kết lượt về giữa Liverpool và Benfica đã kết thúc với tỷ số hòa 3 đều. Trong trận lượt về tại Anfield, van mở tỷ số của Konate cùng cú đúp của Firmino đã giúp Liverpool có 3 bàn thắng. Còn với Benfica, những người ghi bàn cho là Gonçalo Ramos, Yaremchuk và Nunes. Liverpool giành quyền vào bán kết nhờ đã thắng 3-1 ở trận lượt đi. Đối thủ của họ sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha, Villarreal. Cặp đấu giữa Atletico Madrid và Manchester City cũng đã khép lại với tỷ số hòa, nhưng là hòa không bàn thắng. Tuy nhiên, hai số không tròn chính trên bảng tỷ số không nói lên được nhiều điều, bởi dưới sân, trọng tài đã rút ra tới 10 thẻ vàng và một thẻ đỏ cho những tình huống ẩu đả và các pha tranh chấp đầy quyết liệt. Manchester City là đội đi tiếp, họ sẽ gặp Real Madrid trong trận bán kết hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn. Liverpool hoặc kịch tính ở cúp C1, Klopp thừa nhận đáng bị đánh. Trả lời phỏng vấn sau khi Liverpool bị Benfica cầm hòa 3 đều ở tứ kết lượt về Champions League, huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận ông đáng bị đánh vì quyết định thay tới 7 cầu thủ so với trận lượt đi, thắng 3-1. Dù vậy, đội chủ sân Anfield vẫn giành quyền đi tiếp vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Tôi không hạnh phúc dù Liverpool vào bán kết Champions League, hãy tới đây và đánh tôi đi. Dù trận đấu không diễn ra như ý muốn, điều đó không quá quan trọng bởi nếu chúng tôi không chơi với phong độ tốt nhất của mùa giải, chúng tôi còn lâu mới mơ tới việc vào chung kết, Klopp hài hước tuyên bố trên BT Sport. Xavi hé lộ hai sao Barca đá chính ở Europa League. Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Barca và Frankfurt ở tứ kết lượt về Europa League 2 giờ sáng ngày 15 tháng 4, huấn luyện viên Xavi Hernandez tiết lộ ông có thể trao suất đá chính cho hậu vệ cánh Sergio Des nếu cầu thủ người Mỹ kịp bình phục chấn thương. Bên cạnh Des, một cái tên khác là tiền đạo Memphis Depay cũng được Xavi đảm bảo suất đá chính. Thi đấu bùng nổ, Chicharito vẫn bị loại khỏi đội tuyển Mexico. Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mexico Gerardo Martino xác nhận sẽ không triệu tập tiền đạo kỳ cựu Chicharito, bất chấp anh đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển và thể hiện phong độ xuất sắc trong mó ở LA Galaxy, ghi 5 bàn trong 6 trận ở MLS. Lý giải cho quyết định gây tranh cãi này, huấn luyện viên Gerardo Martino khẳng định ông còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn cựu cầu thủ MU như Funes Mori, Harry Martin hay Santiago Jimenez. Modric thừa nhận Real đã chết lâm sàng. Tiền vệ Luka Modric đã thừa nhận sau khi trận đấu khép lại rằng Real Madrid đã chết lâm sàng trước khi có được bàn gỡ 1-3 trước Chelsea. Không thể tin được những gì xảy ra trong trận đấu này, chúng tôi đã chết lâm sàng cho đến khi có được bàn thắng. Chelsea đã ghi được 3 bàn thắng. Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã chơi tệ nhưng đối thủ đã tận dụng quá tốt những cơ hội, Modric phát biểu với BT Sport. Chúng tôi đã không bỏ cuộc, chúng tôi tiếp tục chiến đấu và cuối cùng đã thể hiện bản lĩnh cần thiết để có được thắng lợi chung cuộc, ngôi sao người Croatia nói thêm. Chính Modric là người có đường kiến tạo cực phẩm để Rodrigo lập công trong những phút cuối để kéo Chelsea vào hiệp phụ trước khi Benzema thực hiện cú đánh đầu quyết định trong thời gian này. Đó cũng là nội dung cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe và nhấn chuông thông báo cho Việt Nam Football TV, VFTV. Xin chào và hẹn gặp lại.